Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của cửa hàng ClickBuy. Motorola cũng là một trong hãng sản xuất bên cạnh Samsung. Họ rất tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm mới của mình ở trong phân khúc điện thoại giá rẻ ở năm 2021 này. Và những sản phẩm tiếp theo của họ mới cho ra mắt đó là trường hợp của những chiếc máy thuộc dòng G, đó là chiếc Moto G10 và Moto G30. Trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem rằng bộ đôi sản phẩm này nó sẽ có những cái điểm gì nổi bật nhé. Đầu tiên thì hai sản phẩm này được Motorola họ định giá ở phân khúc giá rẻ thôi. Cả hai chiếc điện thoại này đều hướng đến đối tượng người cần cho mình một chiếc smartphone có kích thước màn hình lớn, pin khủng và đồng thời camera cũng cực kỳ chất lượng. Cả hai chiếc điện thoại này của chúng ta thì đều có cái thiết kế làm từ nhựa ở phần mặt lưng và cả bộ khung viền luôn. Cái thiết kế cụm cam thì nhìn tương đối là quen thuộc rồi và nó sẽ có bốn cảm biến được đặt ở phía mặt lưng. Tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn về thông số này. Ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình giọt nước ở trên cả hai thiết bị và nhìn qua các bạn có thể thấy rằng là chúng có cái phần viền màn hình nó tương đối là dày. Thực sự thì đây là một cái điểm mà chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi, bởi vì trong phân khúc điện thoại giá rẻ rất khó để có hãng sản xuất nào họ làm ra được những cái viền màn hình mỏng. Bởi vì chi phí của chúng thì thực sự sẽ rất là đắt đỏ và nó sẽ phần nào đó đẩy giá cái sản phẩm của chúng ta lên, không thể nào mà rẻ được như thế này nữa. Hai chiếc điện thoại này thì sẽ đều sử dụng màn hình IPS LCD 6.5 inch có độ phân giải là HD+. Nó sẽ có màn hình giọt nước theo dạng mà Samsung họ hay gọi đó là Infinity V, và cái giọt nước này thì nhìn nó sẽ tinh tế hơn. Một điểm đáng chú ý ở trên màn hình của chiếc G30 đó là nó sẽ có tần số quét màn hình lên là 90Hz thay vì chỉ là 60Hz như trên chiếc Moto G10. Một điểm thì chúng ta có thể thấy rằng G30 nó sẽ là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ hơn của chiếc G10. Ở phía mặt lưng của sản phẩm thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một cái biểu tượng logo Motorola được đặt khá là cao, gần sát với cả cụm camera. Thì đây không chỉ là logo không mà nó sẽ là nơi đặt cả cái vân tay của chiếc điện thoại này luôn. Thực sự mình thấy đây là một điểm nó khá là sáng tạo. Và điều này thì nó sẽ khiến cho thiết kế của sản phẩm này nó không bị có những cái chi tiết thừa khó chịu. Chúng ta cũng sẽ có một phím chuyên dụng để kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant ở phía cạnh phải. Và một điểm rất đáng khen nữa ở trên bộ đôi thiết bị này đó là tuy chỉ là những thiết bị giá rẻ mà thôi, nhưng chúng vẫn được trang bị cái khả năng chống nước chống bụi theo tiêu chuẩn là IP52. Dù là chuẩn không thực sự quá cao, nhưng điều này cũng sẽ giúp cho cái chiếc máy của chúng ta nó có khả năng chống chịu với môi trường là tốt hơn. Về camera thì cả Moto G10 và Moto G30 đều có 4 camera xếp theo chiều dọc và đặt trong một cái module hình chữ nhật. Nó bao gồm một cảm biến góc siêu rộng là 8 megapixel, một camera macro 2 megapixel và camera đo chiều sâu 2 megapixel. Với chiếc Moto G30 thì nó sẽ có cảm biến chính lên đến là 64 megapixel, trong khi ở trên chiếc Moto G10 thì nó sẽ có cái độ phân giải nó thấp hơn một chút ở cảm biến chính, đó là 48 megapixel. Với chiếc G30 thì nó cũng sẽ có camera selfie là 13 megapixel, nâng cấp hơn so với chỉ 8 megapixel ở trên chiếc Moto G10. Nhìn chung thì với sự khác biệt về cái chất lượng độ phân giải camera thì chúng ta có thể phần nào đoán được là về độ chi tiết ảnh của chiếc G30 nó sẽ là tốt hơn so với bên phía của chiếc G10. Tuy nhiên trên lệch có nhiều hay không thì chúng ta sẽ cần phải có những cái sản phẩm ở trên tay để trải nghiệm thực tế để biết xem rằng là chúng chênh lệch như thế nào. Về mặt cấu hình thì với chiếc Moto G10 nó sẽ được trang bị vi xử lý đến từ Qualcomm, đó là Snapdragon 460, dung lượng RAM đi kèm ở mức đó là 4GB với bộ nhớ trong là 64GB hoặc có thêm tùy chọn là 128GB. Đối với chiếc G30 thì đây là chiếc điện thoại sẽ được trang bị con chip nó cao hơn một chút, đó là 662. Nó có hai phiên bản RAM là 4GB và 6GB với bộ nhớ trong lên đến là 128GB. Có hỗ trợ thêm cả khe cắm thẻ nhớ micro SD lên đến là 512GB, thực sự rất là thoải mái. Chỉ hơi đáng tiếc một chút đó là với cả hai thiết bị này, với những vi xử lý mà chúng được trang bị như mình vừa liệt kê ra, thì chúng sẽ chưa có khả năng kết nối mạng 5G, một điều thực sự là hết sức cần thiết ở trên một chiếc smartphone của năm 2021 này. Tuy nhiên thì điều đó cũng sẽ không làm cho bộ đôi này nó bị giảm sức hút đi, bởi vì chúng còn có một cái thông số nữa mà thực sự rất là đáng kể, đó là dung lượng pin lên đến là 5.000 mAh. Mình nghĩ rằng với một cục pin như thế này thì nó sẽ đáp ứng cho ông ta trong khoảng là 1 ngày cho là 2 ngày, tương đối là thoải mái. Với những cái con chip và cái thông số về màn hình nó không quá là ngốn điện thì điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Một chi tiết nữa cũng cho thấy được sự phân cấp giữa G30 và G10, đó là về khả năng sạc nhanh. Khi mà với chiếc G30 thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W, trong khi chiếc G10 thì sẽ bị giới hạn lại ở 10W. Dự kiến thì cả hai sản phẩm sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 11 với giao diện là Motorola UX. Hai sản phẩm này thì sẽ được Motorola bắt đầu bán ra tại thị trường châu Âu vào cuối tháng này. Sau đó thì nó sẽ có thể lên kệ tại một số quốc gia khác như là Ấn Độ. Về giá bán thì G10 nó sẽ có giá khởi điểm là từ 150€, tức rơi vào khoảng là 4,2 triệu đồng. Trong khi đó thì chiếc G30 sẽ được bán ra với mức giá là 180€, rơi vào khoảng là 5 triệu đồng. Mình thấy nếu như mà đưa cái mức giá này về phân khúc điện thoại chính hãng ấy, thì nó vẫn hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Tuy nhiên nếu như so về cái mức độ hấp dẫn so với cả những cái sản phẩm khác đến từ thị trường Trung Quốc như là Realme hay là Xiaomi thì nó sẽ vẫn hơi bị thua thiệt một chút, đặc biệt là về phần cấu hình.
Còn về các chi tiết khác thì có lẽ là mỗi người sẽ có một ý kiến riêng thôi. Vậy nên các bạn suy nghĩ sao về bộ đôi sản phẩm này đến từ Motorola, hai sản phẩm thuộc dòng G đó là G10 và G30, thì xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video để chúng ta có thể bàn luận thêm nhé. Video này của mình thì xin kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.